Xin chào tất cả các bạn đến với channel của mình nhá. Mình là Tiến đây. Rất vui được gặp lại các bạn ở trong video chia sẻ về làm diều sáo của Tiến. Các bạn ơi, sắp tới đây thì Tiến sẽ lên quả diều sáo Song Vân. Theo yêu cầu của nhiều bạn thì Tiến làm rồi, Tiến lại chia sẻ cách Tiến làm chi tiết cho các bạn nhá. Ở đây thì Tiến đã vót xong bộ lan của quả diều này rồi các bạn ơi. Đấy, bộ này Tiến vót rất là cẩn thận các bạn. Tiến vót phải gần 2 ngày mới xong bộ này. Thì video Tiến vót chi tiết cách vót như thế nào để cho nó chuẩn và được cân đối nhất ấy, thì Tiến để video đó ở cuối của video này các bạn nhé, hoặc là trong phần bình luận của video này thì các bạn có thể tham khảo cách Tiến vót bộ lan này các bạn nhé. Bây giờ Tiến chia sẻ cho các bạn một số lưu ý về các bạn vót lan nhé. Bộ quả diều này thì Tiến vẫn làm Tiến làm 2m1 đấy, to hơn quả diều đuôi cá và diều gì nhỉ, đại trà một xíu, bởi vì Tiến đã mua được dây to rồi các bạn ạ. Thì độ dài của cái lan diều này là Tiến làm 2m rưỡi, khi mà Tiến khung cánh này thì còn 2m1 là vừa đẹp luôn. Khi các bạn vót lan xong ấy thì đây để Tiến cân cái lan này cho các bạn coi này. Thì khi mà các bạn vót lan xong thì các bạn sẽ dùng cái lưỡi dao cho Tiến, các bạn để vô cái tâm của cái cây lan các bạn nhá. Đó thì hai cái đầu lan của các bạn nó cân đối với nhau như vậy thì là hai đầu lan của bạn là vót là cái độ nặng bằng nhau rồi đấy. Còn về cái độ cong ấy, độ cong thì các bạn sẽ để hai cây lan lại với nhau cho Tiến này. Đấy, các bạn sẽ khum cái đầu này này, một là các bạn dùng tay, hai là các bạn có thể để vô tường như vậy các bạn nhá. Đấy, các bạn để vô tường như vậy đi thì nó dễ hơn. Đấy, các bạn khum lại thì cái cây lan của mình nó sẽ cong cái hình lưỡi câu đấy, cong với hình lưỡi câu, và hai cây lan này thì nó sẽ cong đều với nhau như vậy. Ở bên đây cũng vậy các bạn nhé, các bạn vót làm sao mà nó thật là cân đối thì diều nó dễ lên và nên nó đậu các bạn ạ, dễ ăn nẻo giữa đấy. Đấy, các bạn vót khi mà khung lên thì hai cây lan nó bằng nhau như vậy. Về độ to nhỏ của cái bộ lan diều 2m1 này của Tiến thì ở giữa này ấy, Tiến vẫn làm 14 ly, và cái ngọn ấy thì Tiến vẫn làm 4 ly các bạn nhá. Bởi vì Tiến thả quả này bữa trước Tiến làm 2m ấy, thì cái khung này nó rất là cứng và bay rất gió, rất là gió to bay vẫn được ấy, nhưng mà gió nhỏ thì hơi khó lên, nên là quả này Tiến vẫn làm kích thước như vậy luôn. Thì với kích thước 14 và ở ngọn 4 thì Tiến nghĩ là các bạn sẽ làm diều từ khoảng 2m đến 2m3 là vẫn được. Bữa trước Tiến làm 2m thì bay rất là ok các bạn ạ. Bữa này Tiến vẫn làm kích thước đấy. Chia sẻ cho các bạn đây, chia sẻ cho các bạn cách kiểm tra lan này. Cách này thì quyết định diều của bạn vót có cái là bộ lan của bạn, các bạn bộ lan của bạn vót có cân đối không nhá. Các bạn sẽ để một đầu vô tường ấy, và các bạn sẽ không cầm ở giữa, các bạn sẽ cầm ở đầu bên này này. Đấy, các bạn ấn lên cho Tiến. Đấy, các bạn ấn khung lên thì hai cái cây lan diều của các bạn ấy nó sẽ tương đối bằng nhau như vậy, thì đảm bảo là lúc diều của các bạn bay ấy thì diều rất là cân, bởi vì lúc mà các bạn thả diều lên thì diều của mình nó sẽ cụp cánh như vậy đấy. Đấy, nó sẽ cụp vào như vậy. Nếu mà gió to thì nó sẽ cụp hơn đây. Thì nếu mà các bạn khum lên như vậy mà nó đều như vậy là rất là ok. Nếu mà các bạn đổi lan này này, các bạn vót và các bạn đổi chiều lan tre mà các bạn khum lại mà nó bằng nhau nữa thì tuyệt vời luôn các bạn ạ. Đổi đầu lan tre thì chỉ tương đối thôi, nói chung là tương đối thôi, bởi vì cái đốt tre của các bạn ấy nó sẽ có chiều ngắn chiều dài đấy, nó có đốt ngắn đốt dài ấy, nên là các bạn đổi đầu lại thì nó chỉ tương đối thôi các bạn nha. Đấy, của Tiến thì đổi đầu lại thì nó sẽ tương đối như vậy. Ở bên đây cũng vậy luôn. Đó, hai đầu diều ở đây Tiến vót, nếu mà các bạn tìm được cái chén đực ấy, các bạn vót thì cái độ đàn hồi nó tốt hơn và nó chè nó ngon hơn các bạn. Ở đây Tiến thì Tiến vót chè cái, Tiến không tìm được chè đực. Bữa bộ này này Tiến tìm được cây chè nó cũng hơi khô rồi. Đấy, về cái diều ấy, cái diều thì Tiến làm ở đây là 15 ly, vuông 15 ly, thì độ dài của nó là bằng 2/3 của lan cánh, dư xăng các bạn làm bánh lái cho diều Song Vân luôn. Đấy, dư xăng để các bạn buộc bánh lái diều Song Vân luôn. Đây là cây lan bánh lái, thì lan bánh lái này á, về độ dài thì Tiến sẽ làm bằng một lan cánh. Đấy, độ dài bằng lan cánh,
chắc chắn là dư cho các bạn làm bánh lái luôn. Đấy, Tiến sẽ làm độ dài như vậy để lúc chỉ mình lên khung bánh lái, nếu mà nó dư thì mình ngắt đi hai cái các bạn nhé, hai cây bằng nhau để đến khung đi bánh lái này cho các bạn coi, nó sẽ có hình như vậy. Lúc chỉ Tiến lên khung thì Tiến chia sẻ cho các bạn cái kích thước của cái bánh lái này và kích thước lên khung diều nhá. Ở video sau thì Tiến sẽ lên khung đấy, bánh lái của Tiến thì nó sẽ có cái hình như vậy, hai cây luôn, hai cây thì các bạn gót làm sao nó thật là tương đối là bằng nhau. À, về bánh lái này thì độ to của nó là 2 ly các bạn nhé, Tiến làm 2 ly ấy. Độ to là 2 ly, nhỏ nhỏ thì các bạn mới muốn được, nhưng mà to quá các bạn muốn thì nó dễ bị gãy ấy. Đó, hai cái bánh lái thì nó sẽ tương đối bằng nhau như vậy. Đó, lúc gì Tiến lên khung thì Tiến sẽ giằng lại một xíu nữa là nó đều. Cái bánh lái này thì lưu ý cho các bạn là các bạn làm loại tre mà tre bánh tẻ thôi, đừng có già quá. Nếu mà già quá các bạn uốn nó dễ bị gãy ở cái mấu này này. Tiến uốn mấy cái tre già là hay bị gãy ở cái mấu này lắm. Còn mấy cái tre nó bánh tẻ thì Tiến uốn cảm thấy nó rất là dẻo đó các bạn ạ, uốn nó dễ hơn cái tre già rất là nhiều. Đấy là về bánh lái. Bộ lan này thì Tiến vót rất là cẩn thận và có lẽ là Tiến sẽ phơi cho nó thật là khô cái bộ lan này luôn các bạn ạ. Phơi thì Tiến sẽ đè xuống cho nó thẳng cái lan này ra rồi Tiến phơi cho nó thật khô luôn. Và có lẽ là Tiến sẽ xịt sơn luôn. Không biết là xịt sơn được không các bạn nhỉ? Tiến chưa xịt sơn cái bộ lan này bao giờ nhưng mà không biết có xịt được không. Để Tiến qua con, nếu mà ấy thì Tiến xịt sơn luôn. Tiến làm quả này thật là cẩn thận các bạn ạ, để chơi lâu lâu một xíu. Quả diều nuôi cá của Tiến thả cũng được nhưng mà dáng là hơi hiền các bạn ạ. Làm quả diều song vân này Tiến thấy cái dáng kiểu nó dữ hơn đấy, à, chắc đeo sáo này nhìn nó đã hơn các bạn ạ. Bây giờ thì Tiến sẽ đi phơi bộ lan này, phơi thật ra rồi mấy nắng rồi xong là lúc gì Tiến sẽ lên khung. Thì video sau Tiến sẽ lên khung để Tiến chia sẻ chi tiết cho các bạn tiếp nhé. Một số lưu ý về cái bộ lan này cho các bạn tham khảo. Nếu mà các bạn muốn cách vót chi tiết thì các bạn coi video ở phần cuối của video này, mình để cho các bạn tham khảo nhé. Video sau thì Tiến sẽ lên khung và Tiến sẽ làm nhanh nhất để Tiến thả cho các bạn coi. Bởi vì bữa giờ dưới Tiến thì không có gió các bạn ạ, toàn mưa thôi. Đợi gió cực kỳ là khó luôn. Thả diều mà ở trong Tiến là đang mùa mưa ấy, nên là thả diều cực lắm. Lúc có gió thì nó lại mưa, lúc tắm thì nó lại không có gió. Nói chung là phải đợi gió căn từng ngày một đấy các bạn ạ. Đấy thì những bạn nào vót lan thì các bạn vót lan bộ song vân mà diều 2m1 thì các bạn có thể tham khảo kích thước cái bộ lan này của Tiến các bạn nhé. Đấy, ở giữa thì 14 ly, ở ngọn thì 4 ly, còn lan bánh lái thì 2 ly, còn cây cái thì 15 ly. Đấy là bộ này là Tiến tin chắc là khung này rất là cứng luôn và chịu được gió cũng khá là to. Nói chung là gió thì mình thả diều đi, gió thì nếu mà gió giật gió to quá thì diều nào cũng quay đảo đấy các bạn ạ. Nói chung là gió cũng tầm trung thôi đấy. Thì bữa trước Tiến cũng thả gió to cho các bạn coi đấy, nói chung là cũng ok ấy. Gió cũng to to là ok, còn gió giật thì diều nào cũng quay hết các bạn ạ. Gió bão ấy thì dễ diều dễ đai lắm. Có lẽ là video của Tiến thì Tiến xin phép kết thúc video này tại đây các bạn nhé. Và Tiến sẽ đi phơi cái bộ lan này cho nó thật là già đi. Video sau thì Tiến sẽ lên khung và lại khâu áo và thả diều cho các bạn coi quả diều này bay như thế nào các bạn nhé. Chắc chắn là quả này thì Tiến làm phải thật là kỹ, xong là đợi gió to thì Tiến thả cho bạn coi cho nó đã. Rồi có lẽ là video về giới thiệu bộ lan diều 6 song vân 2m1 này của Tiến thì Tiến xin phép kết thúc tại đây. Các bạn cùng theo dõi quả diều này của Tiến sắp tới nhá. Không biết là kết quả nó sẽ bay ok hơn quả diều đuôi cá với đại trà không đây. Nhưng mà quả này thì chắc chắn là Tiến sẽ làm thật là kỹ luôn các bạn ạ. Và bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhá.